cận cảnh. Bức tranh Vạn Mã Truy Phong này, mọi người thì cứ toàn nhìn qua gương, nhìn qua kính thôi, cho nên là không biết được chất lượng sản phẩm, không biết được hàm lượng vàng có trên sản phẩm như thế nào. Đây là sản phẩm mà Thịnh Đạt vừa làm xong, chưa đóng khung kính. Đấy, quay trực tiếp để mọi người nhận thấy cái vàng ở trên sản phẩm như thế nào. Tất cả những cái sản phẩm này thì đều hàm lượng vàng 4.9 và đều đạt cái đến từ 60 đến 65% cái diện tích, tức là hàm lượng phủ ở trên bề mặt của sản phẩm. Thông thường đối với các sản phẩm khác ấy, khi mà đi kiểm tra ấy, thì nó chỉ đạt được từ 18 tới 20, 22%. Nhưng tất cả những sản phẩm này thì đều đạt từ trên 60 đến 65% hàm lượng vàng. Thế nên sản phẩm là để cả đời cũng không bị hoen ố hoặc là không bị xuống màu.